chào tất cả các bạn quay trở lại với chương trình của tôi ngày hôm nay. Thì thưa tất cả các bạn, trong những cái giai đoạn hiện nay thì không khó khăn gì để chúng ta thấy những cái mảng tin về giao bán những cái tài sản nợ xấu của ngân hàng, cho đến những cái việc là cho thuê những cái mặt bằng mà đang ế ẩm, hết sức ế ẩm ở trên các mặt phố, rồi đến những việc mà các khách sạn lớn họ đang giảm giá, thậm chí là có cả những cái tin về bán những cái khách sạn lớn. Điều đó để nó phản ánh cho chúng ta thấy rằng cái sự khốc liệt của cái dịch bệnh nCoV nó đang ảnh hưởng đến cái nền kinh tế ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu nó như thế nào. Và chắc chắn ngay trong lúc này thì các bạn cũng sẽ lo lắng rằng không biết rồi thị trường bất động sản nó sẽ đi về đâu. Đó, rồi thì khi nào thì thị trường bất động sản sẽ phục hồi. Và trong những cái lúc trầm lắng này thì những cái hoạt động của chúng ta nên cần có đối với thị trường, đối với lĩnh vực bất động sản này là gì? Và trong cái chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ giúp các bạn giải quyết hai cái câu hỏi chính. Đó là diễn biến kinh tế và cái thị trường bất động sản khi nào nó sẽ phục hồi. Và cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta nên làm gì trong những giai đoạn này để mà chờ đón những cái cơ hội sắp tới của thị trường bất động sản. Thưa tất cả các bạn, thì với cái lần bùng phát dịch bệnh lần 2 và bắt đầu từ Đà Nẵng khi có những cái ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, thì hẳn chúng ta đang chứng kiến thấy cái kinh tế nó ảm đạm hơn lần 1 rất là nhiều. Nếu như tôi, bản thân tôi nhìn thấy ở trong những cái giai đoạn của lần đầu, thì khi bắt đầu có dịch bệnh thì tôi thấy nó nổi lên một cái phong trào, đó là tất cả những cái gia đình khi họ giãn cách và họ ở nhà thì nó có rất nhiều những cái niềm vui. Thậm chí là trên những cái trang hàng online thì cái việc mà đặt order những cái hàng ăn uống mang về nhà rất là nhiều. Nhưng hình như khi dịch bệnh lần 2 nó diễn ra thì chúng ta không còn chứng kiến được cái cảnh tượng đầm ấm và sum bầy của gia đình nữa. Đúng không ạ? Những cái hiện tượng về đặt hàng rồi ăn uống mọi thứ nó cũng im lìm và chìm xuống. Điều đó để nó chứng tỏ rằng hình như kinh tế của phần đa các hộ trong gia đình nó đang hết sức là khó khăn các anh chị ạ. Đúng không ạ? Và thưa các anh chị, thì tính đến như ngày hôm nay thì trên thế giới của chúng ta nó đã có khoảng 28 triệu người mắc nCoV. Trong đấy nó có khoảng 1 triệu người là gì ạ? Đã tử vong do cái dịch bệnh này gây ra. Đúng không ạ? Và đứng đầu các quốc gia mắc bệnh thì vẫn là Mỹ, thứ hai là Ấn Độ và thứ ba là Brazil. Đúng không ạ? Thế thì cái câu hỏi chúng ta đặt ra rằng thì bao giờ cái dịch bệnh này nó được khống chế? Thì chắc chắn các bạn sẽ nghe thấy những cái câu trả lời hết sức là quen thuộc. Đó là dịch bệnh này chỉ được khống chế khi nào có vaccine, và vaccine này nó phổ biến trên toàn cầu, chứ không phải chỉ là diện, chỉ là nghiên cứu về vaccine. Đúng không ạ? Và ngay cả khi mà Nga công bố có vaccine cũng vậy, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói rằng nếu vaccine đã có thì đến giữa 2021 thì chúng ta sẽ bắt đầu có để tiêm tiêm phòng cho toàn dân Việt Nam chúng ta. Đúng không ạ? Tức là các bạn phải hiểu rằng nó có một cái khoảng trễ như vậy. Đúng không ạ? Và thưa tất cả các bạn, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang sống trong một tình trạng nó gọi là suy thoái kinh tế. Và nặng hơn suy thoái và dài hơn suy thoái mà không có lối thoát thì bắt đầu nó đến gọi là khủng hoảng. Đúng không ạ? Đó. Tuy nhiên khi nói về suy thoái kinh tế thì nó có 4 kiểu suy thoái kinh tế các bạn ạ. Cái kiểu đầu tiên khi nói về suy thoái kinh tế thì biểu đồ của nó là theo hình chữ V, xuống, lên. Đúng không ạ? Thì trong cái biểu đồ này thì cái pha suy thoái khi nó lao dốc thì nó rất là nhanh. Nhưng ngược lại sau đấy nó lại phục hồi một cách rất là nhanh. Đúng không ạ? Thì đấy là cái pha suy thoái biểu đồ theo hình chữ V. Cái hình suy thoái thứ hai theo biểu đồ đấy là theo hình chữ W. Tức là nó pha suy thoái nó xuống, xong nó ngoi lên được một tí, xong nó lại xuống, xong đấy nó mới lên được. Nó giống một phần, nó giống như cái tình hình dịch bệnh và Covid cũng như cái nền kinh tế của Việt Nam trong cái giai đoạn vừa rồi được các bạn. Ngay khi chúng ta ăn Tết xong, đúng không ạ? Kinh tế gần như là gãy và cắm thẳng dốc xuống. Trong vòng khoảng tháng 2, tháng 3 gì đó là những cái trường hợp mà cách ly cấm những cái nơi tụ tập đông người nó diễn ra. Và nó làm cho cả một cái nền kinh tế nó cắm mỏ xuống, đúng không ạ? Và đến khoảng cuối tháng 4, tháng 5 thì kinh tế nó phục hồi trở lại khi mà chính phủ cho giãn cách xã hội. Mọi thứ tưởng chừng bắt đầu là phục hồi trở lại, nhưng sau đấy nó lại xuất hiện cái hiện tượng về lây nhiễm cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng. Và nó lại sập xuống và
đến bây giờ thì nó đang diện tạm thời nó ngòi ngòi trở lại, thì đó là pha suy thoái theo hình chữ W các bạn ạ. Một cái dạng biểu đồ suy thoái kinh tế tiếp theo thứ ba nữa là suy thoái theo hình chữ U, tức là gì ạ? Nó sẽ sập xuống rất là nhanh, sau đấy nó đi ngang một cái thời gian suy thoái rất là khó khăn, đúng không ạ? Và nó mất khoảng ít nhất khoảng một năm gì đấy thì bắt đầu nó mới ngòi lên được. Thì đấy là biểu đồ suy thoái kinh tế theo hình chữ U. Và có một dạng thứ tư nữa theo cái biểu đồ về suy thoái, đó là theo hình chữ L các bạn ạ. Nó sẽ đi sập xuống ngang, đi sập thẳng xuống và gần như đi ngang suốt, gần như không thể thoát lên được khỏi. Thì đó người ta gọi là gì ạ? Đến trường hợp như thế nó gọi là khi mà cái lượng suy thoái lớn như vậy thì bắt đầu nó chuyển sang nó gọi là khủng hoảng kinh tế rồi đấy ạ. Và thưa tất cả các bạn, thì bất động sản nó cũng chỉ là một ngành nghề trong số hàng nghìn những cái ngành nghề của nền kinh tế. Chính vì thế nó không thể tránh khỏi được những cái hệ lụy khi gì ạ? Khi nền cái kinh tế nó khó khăn. Và đặc biệt hơn nữa là bất động sản nó thuộc nhóm ngành nghề chu kỳ. Nếu như các bạn có theo dõi ở một số những cái video trước thì tôi có phân tích trong cả một cái nền kinh tế hiện tại ở trên toàn cầu thì nó có ba cái nhóm ngành nghề chính. Một là nhóm ngành nghề chu kỳ, hai là phòng thủ và ba là nhóm ngành đặc biệt. Thì bất động sản, chứng khoán nó là gì ạ? Và tài chính nó là thuộc trong những cái nhóm ngành nghề về chu kỳ. Và nếu đã là những nhóm ngành nghề chu kỳ thì khi GDP mà dưới 6 phẩy thì không có cửa cho bất động sản. Chính vì vậy với những cái sự ảm đạm như hiện tại thì chắc chắn một điều rằng là gì ạ? Bất động sản nó sẽ cực kỳ khó khăn khi nền kinh tế gì ạ? Bắt đầu nó có những biểu hiện nó suy giảm các bạn nhé. Và thưa tất cả các bạn, thế thì cái câu hỏi đặt ra lúc này là khi nào thì thị trường bất động sản sẽ phục hồi, đúng không ạ? Thì theo cái dự báo và nhìn nhận của tôi thì tôi nhận định rằng là ít nhất phải đến đầu 2022, đúng không ạ? Ít nhất từ đầu 2022 trở ra thì thị trường bất động sản mới có khả năng phục hồi. Tuy nhiên đó là cái nhận định trên cái mặt bằng chung của thị trường các bạn nhé. Ở đâu đó trên một vài phân khúc hoặc len lỏi ở một vài khu vực nào đó thì vẫn có những cái khu vực với một cái loại hình phân khúc nào đấy nó có thể nó vẫn rôm rả một chút, nhưng nó không phản ánh bức tranh chung của cả bộ gì ạ? Của toàn bộ cái thị trường bất động sản các bạn ạ. Đúng không ạ? Đó, và theo nhìn nhận của tôi thì đến ít nhất phải đến hợi đầu 2022 thì cái kinh tế nó mới phục hồi, đúng không ạ? Chính vì thế đến lúc đó thì bất động sản mới bắt đầu diện có cái khả năng phát triển trở lại, đúng không ạ? Và thưa tất cả các bạn, vậy thì ngay trong lúc này khi kinh tế nó ảm đạm khó khăn như vậy thì chúng ta nên mua, nên bán hay nên gì ạ? Nên ngồi im không mua và không bán với thị trường bất động sản? Thì với những cái góc nhìn của tôi, với những cái góc nhìn về đầu tư của chúng tôi, với những góc độ là những cái người làm về chuyên nghiệp, thì tôi khẳng định với bạn rằng đây là cái thời điểm tốt nhất để ôm những cái bất động sản vào. Bởi nguyên tắc của đầu tư là chúng ta phải mua khi trầm lắng và bán khi sôi động các bạn ạ. Với một cái nền kinh tế nó ảm đạm như vậy thì bắt đầu từ những cái thời điểm này bạn có thể chạy ra thị trường, vùng tiền ra và săn ôm hàng vào, đúng không ạ? Với bất cứ những cái sản phẩm, những phân khúc, thì đây là bất cứ sản phẩm nào và phân khúc nào trong giai đoạn này thì đều có những gì ạ? Có những người đang sở hữu nó thì họ gặp phải các vấn đề khó khăn về tài chính. Đây sẽ là lúc họ bán cái bất động sản mà nó sẽ rẻ hơn giá của thị trường 10%, 20%, 30%, thậm chí đến cả 40%. Và đây là cái thời điểm rất tốt để các bạn gì ạ? Ôm hàng vào, đúng không ạ? Đó, chứ không phải là kinh tế nó ăn thì chúng ta ngồi im và đợi đến lúc gì ạ? Nó phát triển thì chúng ta mới tham gia. Thì như thế các bạn lại làm ngược lại với nguyên lý của đầu tư, đúng không ạ? Và tôi nhắc lại là chúng ta mua khi trầm lắng và bán khi sôi động, đúng không ạ? Và bất động sản chưa bao giờ là cuộc chơi của ngắn hạn cả. Chính vì thế bạn nghĩ rằng mua bây giờ mà cuối năm không bán được, hay gì ạ? Cuối năm mua xong giữa năm hoặc gì ạ? Đầu năm sau vẫn không bán được, thì đó là cái cách nghĩ rất là thiển cận đối với cái thị trường này. Đối với thị trường này thì đầu tư phải mang tính trung hạn và dài hạn. Tối thiểu bạn phải dành cái thời gian, tức là chúng ta giữ cái tài sản đó ít nhất khoảng từ 2 năm trở ra, thì may ra chúng ta mới có khả năng gì ạ? Bứt phá và sinh lời từ bất động sản. Và trong những giai đoạn kinh tế khó khăn này thì nhiều người ta mới xả hàng ra, thì đó là cơ hội tốt để cho bạn gì ạ? Bạn sàng lọc và bạn chọn lựa.
thậm chí bạn có thể ép giá để mua được với cái giá rẻ khoảng 30 đến 40% so với thị trường, đúng không ạ? Tuy nhiên có một điều tôi phải lưu ý, hết sức lưu ý với bạn rằng là phải kiểm soát được cái chi phí về lãi vay, rất là giai đoạn này phải hết sức chú ý với chi phí về lãi vay. Nói cách khác là hạn chế tối đa chuyện vay mượn. Và lúc này dùng tiền thịt hoặc vay không quá 30% đối với cái việc đầu tư bất động sản là việc tốt nhất. Ngoài ra nữa, bạn nên tập trung mua tài sản chứ đừng mua tiêu sản, đúng không ạ? Và tài sản là gì? Tài sản là những cái sản phẩm có thể ngay hiện tại nó không mang lại dòng tiền cho bạn, nhưng trong vòng thời gian tới 6 tháng hay 1 năm thì bắt đầu nó sẽ sản sinh được ra dòng tiền cho bạn. Chứ thay vì nó sẽ móc tiền ở trong túi bạn đi thì như thế là tiêu sản chứ không phải là tài sản. Vâng, thưa tất cả các bạn, thì tại sao tôi lại nói rằng giai đoạn này là giai đoạn rất tốt để chúng ta ôm tài sản vào? Thì nếu như các bạn gần đây các bạn xem trên những cái bản tin tức, chúng ta đang xem những cái cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ giữa hai cái ứng cử viên của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, đó là ông Joe Biden và Tổng thống Donald Trump. Thì gần đây bên phe của Dân chủ về phía chỗ ông Joe Biden có công bố về một cái báo cáo kinh tế nói rằng trong cái thời gian tới kinh tế nó sẽ phục hồi. Nhưng cái cách phục hồi của nền kinh tế thì nó lại theo hình chữ K các bạn nhé. Đúng ạ, một cái hình đó là hình chữ K với hai cái cạnh, một cạnh đi lên và cạnh đi xuống. Cái điều đó ông Joe Biden ông giải thích như này: qua cái cuộc khủng hoảng và suy thoái của kinh tế đợt này thì kinh tế nó sẽ phục hồi theo hình chữ K và nó sẽ tách lập ra thành hai cái nhánh khác biệt rất là rõ ràng. Và một cái nhánh đi xuống đó là những người trung lưu và những người nghèo. Khủng hoảng làm cho những người nghèo mỗi ngày một nghèo hơn các bạn ạ, thất nghiệp, đói ăn, đúng không ạ, mất việc làm. Đó, rồi thì trợ cấp rồi mọi thứ nó thiếu thốn dẫn đến họ đã nghèo thì hiện nay họ còn nghèo hơn nữa. Nhưng qua những cái đợt khủng hoảng này thì nó làm cho người giàu mỗi ngày một giàu hơn. Bởi vì người giàu họ luôn có sẵn những khối tài sản lớn, họ luôn có những cái nguồn tích trữ. Và đây là những lúc họ tung tiền của họ ra, họ tung cái tài sản của họ ra để họ thâu tóm tiếp những cái tài sản tiếp theo, những cái bất động sản tiếp theo, để từ đó qua cái đợt khủng hoảng này cho đến cái nhịp khi kinh tế phục hồi thì cái tài sản đó đã thuộc trong tay họ, và đến khi kinh tế phục hồi thì nó sinh sôi, nó nảy nở và nó làm cho họ mỗi ngày một giàu hơn, đúng không ạ? Và tôi nói lại, khủng hoảng làm cho người nghèo mỗi ngày một nghèo hơn, nhưng khủng hoảng cũng làm cho người giàu mỗi ngày một giàu hơn. Ở phần trên tôi đã giúp các bạn trả lời được hai cái câu hỏi, đó là khi nào thì thị trường bất động sản sẽ phục hồi, và những việc chúng ta cần làm trong giai đoạn này là nên mua nên bán hay cứ đứng im để nhìn thị trường và đợi thị trường phục hồi, đúng không ạ? Thì đó là cái quan điểm của tôi khi chia sẻ. Và tôi cũng rất muốn nghe những cái quan điểm chia sẻ và đánh giá của các bạn bằng cách các bạn hãy comment ở phía dưới của video này. Và nếu như bạn thấy video này có ý nghĩa thì cũng đừng quên chia sẻ và lan tỏa nó đến nhiều người hơn nữa để chúng ta cho đi được đến nhiều người hơn nữa. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của tôi ngày hôm nay. Và tôi là Rick Nguyễn, chuyên gia về đầu tư bất động sản cá nhân. Xin chào và hẹn gặp lại.